Chiều nay, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã về làm việc với tỉnh Hưng Yên về dự án giai đoạn 2 tuyến đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình có chiều dài 47,7 km đi qua địa phận hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam. Giai đoạn 1 được đầu tư quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m đã hoàn thành đưa vào khai thác năm 2019. Tuy nhiên, sau khi đưa vào khai thác, lưu lượng xe trên tuyến tăng nhanh gây ùn tắc. Đặc biệt, sau khi cầu Hưng Hà đưa vào khai thác tháng 2 năm 2020, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến và trong điều kiện dự án đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng, đầu tư một số cống ngang theo quy mô hoàn chỉnh. Nếu không thực hiện đầu tư hoàn chỉnh sẽ phát sinh hiện tượng tái lấn chiếm mặt bằng dự án. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất việc đầu tư giai đoạn 2 dự án xây dựng tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình với quy mô 4 làn xe, đáp ứng nhu cầu giao thông trên tuyến, nâng cao hiệu quả khai thác các công trình đã đầu tư như cầu Hưng Hà, cầu Thái Hà trên đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam và hỗ trợ Hưng Yên phát triển khu công nghiệp, khu đô thị, khu đại học Phố Hiến. Liên quan đến các thủ tục triển khai tiếp dự án giai đoạn 2, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên, đơn vị chủ đầu tư cần sớm rà soát chỉnh sửa hồ sơ dự án xong trong tháng 10 để Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Mặt bằng giai đoạn 2 đã được giải phóng xong trong giai đoạn 1 nên rất thuận lợi cho việc triển khai dự án. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt là 1.051 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh đây là tuyến đường kết nối các vùng kinh tế trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung và Hưng Yên nói riêng. Đồng chí đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai, đồng thời bố trí vốn kịp thời cho dự án.